Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Xuyên đến xuyên đi như hoa nở hoa tàn, bạn tương phùng tri kỷ hỏi mấy ai. Nhân sinh tại thế, có những mối lương duyên mà một khi hai người đã gặp gỡ thì mãi không chia lìa, trân trọng những ngày tháng bên nhau. Tuy nhiên, cũng có những người khi xa nhau rồi mới thấy tiếc nuối và trân quý những ngày bên nhau. Tình nồng nghĩa nặng mới học được cách trân quý những gì mình đã có. Vậy nên, nhân sinh tại thế, điều quan trọng chính là nên học cách trân quý thế gian vạn sự, vạn vật và tất cả những mối lương duyên. Có câu rằng, người đời, ba người ta gặp, ắt có một người cho ta bài học. Làm người sống ở trên đời thì hợp tan ly biệt, đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên có những cuộc chia ly trong lặng lẽ, một đi không trở lại, vĩnh viễn xa rời. Cũng có những người bầu bạn bên ta như bóng với hình, âm thầm tương trợ. Thật lòng muốn nói hai chữ cảm ơn, và cũng vì thế mà hiểu được sự trân trọng. Trời Nam biển Bắc, nhân sinh muôn vạn con người, nhưng thử hỏi có được mấy người khiến lòng ta ấm áp. Xuyên đến xuyên đi như hoa tàn hoa nở, hỏi rằng có được mấy ai tương phùng tri kỷ. Đã tương ngộ, ai cũng muốn có thể giữ được những tình cảm, chí hướng ban đầu khi mới gặp gỡ tương giao. Có như vậy mới có thể kết nối tâm đồng. Khi đã gặp nhau thì xin giữ trọn tấm chân tình, đừng để mai đây cảnh còn người mất. Trái tim hồng nay cũng trở thành lạnh lẽo, hãy vì nhau như lửa cháy tiếp than hồng, như mưa lạnh gió lùa trao nhau áo ấm, trân quý nhau trọn trái tim mình. Nam thanh nữ tú gặp nhau, lời thề sinh nguyệt gửi trao cuộc đời. Tuy nhiên thế sự đổi rời, lời thề khi ấy có còn hay chăng? Kỳ thực, khi có người ta gặp gỡ nên duyên thì ai cũng muốn có thể chung đường trọn kiếp không rời. Nhưng năm tháng qua đi có nhiều thay đổi. Thay đổi ấy có thể cũng chẳng phải vì người ta dối lừa nhau, mà bởi vì dòng đời là thế, kiếp người vốn dĩ vô thường bất định, nào ai có thể bảo trì bất biến. Nhân sinh sống một kiếp người, nóng lạnh tùy kỳ cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên, đã là bạn, xin hãy bao dung thiện đãi. Còn bên nhau, hãy trân quý mỗi ngày, đừng để mai khi cách biệt muôn trùng, có nhung nhớ cũng chỉ là di vãng. Đã là tình thì khi đậm khi sâu, bạn có tốt nhưng lâu ngày không gặp, cũng nhạt nhòa theo tháng cùng năm. Vậy nên, bạn bè có thân mấy mà lâu ngày không thăm hỏi liên hệ, cũng trở thành xa mặt cách lòng. Thế nhân có biết bao nhiêu người cũng vì thế mà mất đi tình cảm giao hảo trước đây. Kỳ thực, lòng người tuy phức tạp nhưng lại rất giản đơn. Sống ở đời chân thành thì đổi lấy chân thành, làm người giả dối thì đổi thành dối gian. Tình cảm thì phải qua lại đôi bên mới có thể lâu bền. Và thế giới tuy lớn nhưng có duyên thì ắt gặp chẳng gì khó khăn. Trân trọng tất cả, đó chính là bí quyết sống để làm người.